Đấy, một cái nhân sơ ấn thế này chắc thế này mà chị cũng đi khám luôn. Đấy. Chị thế thì cái bụng to thì chị nghĩ là bị gì? Trời, chị nghĩ thiếu máu mới sợ. Hả? Chị tưởng bụng to là do gì? Bụng ba. Mỡ, mỡ thì cũng thế. Mỡ nè. Thế nhà chị làm gì? Ở nhà chị làm gì? Làm vườn. Làm vườn. Là chị chưa bao giờ đi khám. Từ ngày đẻ đến giờ. Đẻ bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm. Thế tháng tháng là kinh nguyệt kéo dài, cũng không đi khám luôn. Sau lần này là mình thấy ra quá nhiều, sao mà trôi luôn cả cái vòng máu cục to này, bắt đầu mới đi khám. Ôi sao chị không thương bản thân chị tí nào hết vậy chị? Nó nhân sơ nó to đùng luôn, mà nhân sơ đâu phải mọc một ngày hai ngày nó ra nhân sơ này đâu, nó to nhiều năm rồi. Chị lại chịu đựng giỏi nhỉ. Hàng tháng đảm bảo kinh nguyệt của chị, một là ra nhiều, hai là nó kéo dài. Mấy lần như đi tới bình thường, tại vì hơi chất đặt vòng là mấy chị cứ bảo là đặt vòng mà nó ra, chị tử cung nó dài. Đặt vòng bao nhiêu năm rồi chị? Dạ 10 năm. Chị 10 năm. Cái lúc thời điểm chị đặt vòng ấy là nó chưa có nhân sơ to thế này. Cái thời điểm bình thường. Nhưng mà sau khi đặt vòng xong chị phải đi kiểm tra định kỳ chứ. Không đi luôn. Ôi. Trời ơi, phụ nữ là phụ nữ, thương thân phận người phụ nữ quá, phụ nữ ạ. To lắm. Bây giờ nó có một cái nhân sơ rất là bự luôn. Và nó làm biến dạng cái nội mạc tử cung luôn. Nó không còn cấu trúc bình thường của một cái tử cung nữa. Thì bây giờ mình sẽ phải cầm máu trước. Sau đấy nếu mà điều trị nội khoa không thành công thì mình phải mổ. Còn trước tiên thì điều trị cho chị bằng phương pháp nội khoa trước. Trời ơi, đến nỗi mà nó trôi cả cái vòng thì mình mới đi khám. Hình em ơi. Nó đẩy ra. Ừ, đẩy ra. Để tí nữa xương bụng nữa. Bây giờ xương đầu giò này nó mới ấy được. Chị sinh năm 79 là bao nhiêu tuổi ta? Dạ 45. 45. Ôi, đúng là chưa bao giờ gặp người nào như chị luôn ấy. Máu thì chị có thấy soi gương hàng ngày, chị có thấy niêm mạc nhợt không? Cái da của mình có thấy trắng bệch không? Khó. Rồi thấy hoa mắt chóng mặt không? Dạ, ý là đến tháng 2 ngày đầu nó hoa mắt chóng mặt thôi, rồi xong rồi mấy ngày sau rồi nó hết. Bây giờ mình thẳng chân xuống nhá, nhưng mông lên này, nhưng rồi mình nâng mông lên, mình nằm thẳng nhá, để các bạn siêu âm cái bụng. Giữa chân xuống. Tại vì cái nhân sơ to quá ấy chị ạ. Siêu âm đầu gió âm đạo nó không có nó hết được. Ôi cái chị này thật tình luôn ấy, chị không thương chị tí nào. Có thấy cái bụng to không? Cái bụng to lên thế này á. Cái bụng to lên thế này á thì chị có biết không? Trời ơi, sờ được trên bụng luôn nha. Không cần đến tháng hay gì luôn. Đây, mọi người nhìn cái bụng này. Cái đáy bụng, đáy tử cung nó lên. Cái bụng nó to thế này cơ mà. Đến rốn luôn rồi đây này. Đáy tử cung nó rốn. To thế. Bằng thai này khoảng 5 tháng. 15 16 tuần rồi. 4 5 tháng này. Đấy, một cái nhân sơ ấn thế này chắc thế này mà chị cũng đi khám luôn. Đấy. Chị thế thì cái bụng to thì chị nghĩ là bị gì? Trời, chị nghĩ không thiếu máu mới sợ. Hả? Chị tưởng bụng to là do gì? Bụng ba. Mỡ, mỡ thì cũng thế. Mỡ nè. Thế nhà chị làm gì? Ở nhà chị làm gì? Làm vườn. Làm vườn. Ôi, ôi. Nó to thế này thôi mà. Cái này chắc phải đi phẫu thuật. Nên mổ thôi. Bây giờ sẽ hỗ trợ chị để mà điều trị cho chị không có bị ấy mất. Chứ bụng nó to lắm, cho bạn phải lấy cái này. Tại vì đầu gió âm đạo nó không chê hết. To lắm luôn ấy chị, bằng thai khoảng 5 tháng. Bằng người ta mang bầu 5 tháng. Hiểu không? To lắm, to lên rốn rồi mà. Ngang rốn mà lồi lên này. Ủa, em không thấy ai mà. Này phải mổ thôi. Mổ này phải mổ hở ấy. Mổ hở. Em ghi là không rõ nội mạc. Toàn bộ là một khối nhiều đa nhân sơ. To lắm chị ạ. Có nhiều chỗ. Chị có bảo hiểm y tế không?
đi mổ ấy chị, mổ đi bảo hiểm y tế chi trả đấy, cái này có chỉ định mổ y khoa. Đúng rồi, chị nên mổ đi, tại vì chị sẽ để thì sẽ mất máu rất nhiều và nó quá to nên là nó sẽ làm cho mình chèn ép vào các cơ quan xung quanh, có thể sau này sẽ chèn vào bàng quang gây bí tiểu, chèn vào niệu quản, mà cơ thể của chị cái vác nặng với em bé cứ 5 tháng mít thế này chị không mệt à? Bụng nó to mà. Đấy, gặp bác Hạnh hôm nay uống thuốc qua tay. Thì bây giờ mình cầm máu, còn nếu mà máu không cầm được thì phải mổ thôi, tại mất máu chị niêm mạc nhợt lắm rồi. Hôm nay sẽ xét nghiệm máu để đánh giá xem mức độ thiếu máu thế nào chị nhá. Nhá. Mổ thì nằm 5 ngày thôi về thôi. Cái này chả rõ được bao nhiêu cục luôn ấy. Có nhiều cục kết hợp lại ấy chị nhá. Đa nhân sơ tử cung á cho mà. Nó nhiều cục nó nhiều cục tạo thành một chùm nó dính lại với nhau. Ôi chị thương cho thân phận chị quá, lo làm, lo ăn, chả lo khám bệnh gì hết. Mười mấy năm không đi khám bệnh, bụng thì càng ngày càng to lên lại bảo mỡ. Cứng sờ đi. Hay là do hoàn cảnh thế này thế nào chị? Hay là không có tiền? Không phải. Thế vì sao biết bác Hạnh? Cứ thấy bác Hạnh ở trên mạng, xong rồi xem, đấy, xong hỏi, thế nhờ bác Hạnh lên mạng thì mới biết được cái bác Hạnh có phòng khám, xong mới qua đây khám. Thế nhà chị ở đâu? Dạ, ở thị trấn đây. Thế là cứ hàng ngày đi lên xem, thế hôm nay mới biết bác Hạnh xuống đây, thế là đi vào khám. Thế không mà không xem bác Hạnh ở trên mạng được thì cũng không có khám luôn. Hả? Ôi bây giờ thế này, bây giờ bác Hạnh sẽ cái khối nó to lắm, nó to bằng em bé khoảng 5 tháng ấy, to lắm. Thì trước tiên thì bác Hạnh sẽ cho thuốc để nó cầm máu trước đã, không chỉ mất nhiều máu quá, tại ra máu cục mà to như thế là chứng tỏ là máu nó đọng lại ấy, nó ra nhiều ấy. Thì lượng mất của chị cũng nhiều, thì đầu tiên là phải xét nghiệm máu đánh giá xem nếu mà cái lượng máu quá nhiều thì mình sẽ phải bổ sung bằng đường truyền máu để bổ sung máu ấy chị, tại vì cơ thể của mình mà thiếu máu các cơ quan vận hành đâu được đâu. Điều đầu tiên là điều không phải chị suy sụp nhanh lắm, nó có thể gây suy tim nữa. Điều thứ hai là bây giờ sẽ cầm máu cho chị nhá, cầm máu cho chị đã. Thế sau đấy thì để nếu mà cầm được tốt thì mình sẽ đợi đến qua Tết rồi mình mổ nhá, còn nếu không thì mình phải xử lý luôn. Sức khỏe tính mạng mình là quan trọng nhất nhá. Chị phải thương mình trước đi đã thì mới lo cho người khác được nhá. Rồi bây giờ chị lau bụng đi. Đây sau xuống để các cô sẽ tư vấn với cả trả hồ sơ với chị nhá.